Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant, ông Putin đã được hỏi về cuộc gặp gần đây giữa ông và chỉ huy của lực lượng Wagner. Phát biểu với báo chí, ông Putin cho biết, chúng tôi không có luật về các công ty quân sự tư nhân, vì thế lực lượng Wagner không tồn tại về mặt pháp lý. Đây là một vấn đề riêng biệt liên quan đến sự hợp pháp hóa, cần được Duma quốc gia Nga và chính phủ giải quyết, một câu hỏi khá phức tạp. Chính phủ Nga từ lâu đã giữ quan điểm này khi được hỏi về công ty quân sự tư nhân Wagner do thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin đứng đầu. Theo đài RT, sự tồn tại của Wagner trên thực tế chỉ được quân đội Nga thừa nhận khi nhóm này tham gia cuộc chiến ở miền đông Ukraine vào năm 2022, đặc biệt là khu vực Bakhmut. Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết, vào ngày 29 tháng 6 tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với người đứng đầu tập đoàn Wagner và các sĩ quan chỉ huy của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Nói về cuộc gặp này, Tổng thống Putin cho biết, tại cuộc gặp, tôi đã đưa ra đánh giá về những gì họ đã làm trên chiến trường và những gì họ đã làm trong sự kiện ngày 24 tháng 6. Tôi đã cho họ thấy những kịch bản khả thi về cách họ có thể tiếp tục phục vụ, kể cả trong chiến đấu. Tổng thống Putin cho hay, ông đã đề nghị họ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới quyền của người chỉ huy mà họ đã phục vụ trong 16 tháng qua. Nhưng ông Yevgeny Prigozhin nói rằng họ không đồng ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trùm Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 29 tháng 6, vài ngày sau khi lực lượng Wagner tổ chức cuộc binh biến. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận hôm 10 tháng 7. Thông tin từ báo Lao động, cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga với Yevgeny Prigozhin diễn ra sau khi cuộc binh biến bị hủy bỏ với thỏa thuận do Belarus làm trung gian. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận bản tin của tờ Liberation Pháp về việc nhà lãnh đạo Nga gặp người đứng đầu Wagner. Tổng thống có một cuộc gặp như vậy, có 35 người được mời tham dự, tất cả các chỉ huy đơn vị và ban lãnh đạo công ty, bao gồm cả chính Prigozhin, ông Peskov nói. Theo người phát ngôn, cuộc họp của Tổng thống Vladimir Putin với trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin và những người khác diễn ra tại Điện Kremlin ngày 29 tháng 6, kéo dài gần 3 giờ. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Nga đã đưa ra đánh giá về hành động của công ty trong cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như đánh giá về sự kiện ngày 24 tháng 6, ngày binh sĩ Wagner hành quân đến Moscow. Tổng thống Putin đã nghe giải thích của các chỉ huy và đề xuất các phương án triển khai chiến đấu, ông Peskov tiết lộ. Ông nói thêm, các chỉ huy của Wagner đã thông tin về vai trò của họ trong cuộc binh biến, đồng thời nhấn mạnh họ là những người ủng hộ trung thành và là những người lính sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc trong tương lai. Ngày 23 tháng 6, Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga dàn dựng một cuộc tấn công bằng tên lửa gây chết người vào doanh trại của Wagner. Trong những giờ tiếp theo, binh sĩ Wagner đã chiếm được một số cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Cùng với đó, một phần lực lượng Wagner tiến về Moscow. Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với trùm Wagner Prigozhin. Theo thỏa thuận với chính phủ Nga do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, ngày 24 tháng 6, Prigozhin đồng ý dừng bước tiến của Wagner. Trong thỏa thuận này, Moscow đồng ý hủy bỏ truy tố hình sự thủ lĩnh Wagner và Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus. Trước đó, Tổng thống Lukashenko cho hay lực lượng Wagner có thể được sử dụng để bảo vệ Belarus. Để hòa giải cuộc nổi loạn hôm 24 tháng 6, Tổng thống Alexander Lukashenko đã tổ chức các cuộc đàm phán với ông Prigozhin. Sau đó, công ty quân sự tư nhân Wagner đã rút các cột quân sự của mình và trở về các trại dã chiến của mình. Theo thông tin từ hãng tin TASS, phát biểu tại một cuộc họp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước ngày 6 tháng 7 ở thủ đô Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết việc tái triển khai công ty quân sự tư nhân Wagner phụ thuộc vào quyết định của Ban Quản lý Công ty và chính quyền Nga. Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ban lãnh đạo Công ty và chính quyền Nga. Nếu họ cho rằng cần triển khai một số binh sĩ đến Belarus để nghỉ ngơi và huấn luyện, tôi chắc chắn rằng sẽ thực hiện mệnh lệnh của mình. Trước đó, ông Lukashenko cũng từng ám chỉ trong bài phát biểu hôm 30 tháng 6 về việc muốn Wagner đào tạo quân đội Belarus. Ông Lukashenko nói, thật không may nếu họ, lính đánh thuê Wagner không có ở đây. Nếu họ đến và truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho chúng tôi sẽ chấp nhận điều này. Báo điện tử VOV đưa tin trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vũ khí mà Wagner giao nộp, bao gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, hệ thống phóng tên lửa đa nòng, pháo tự hành và pháo kéo, hệ thống phòng không và các phương tiện chiến đấu khác. Một đoạn video được công bố cho thấy các hàng xe chiến đấu bánh xích và bánh lốp, cũng như các thiết bị khác được cất giữ tại các địa điểm không được tiết lộ. Quân đội Nga cho hay hàng chục phương tiện chiến đấu do nhóm PMC chuyển giao chưa từng được sử dụng trong môi trường chiến đấu. Nhóm này cũng đã giao nộp hơn 2.500 tấn đạn dược các loại, cũng như khoảng 20.000 khẩu súng. Số thiết bị nói trên hiện đang được chuyển đến các địa điểm ở hậu phương để bảo trì. Sau đó chúng sẽ được chuyển giao cho các đơn vị quân đội Nga để sử dụng đúng mục đích. Tối 23 tháng 6, lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin bất ngờ cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các trại dã chiến của họ ở Ukraine, khiến nhiều thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Khi đó, ông tuyên bố sẽ dẫn theo 25.000 lính Wagner từ chiến trường Ukraine vượt qua biên giới vào vùng Rostov ở miền nam nước Nga trong cuộc tuần hành vì công lý. Sau khi chiếm các cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Rostov, lực lượng Wagner tiếp tục hướng đến thủ đô Moscow. Cuộc nổi loạn chấm dứt ngày 24 tháng 6 với sự trung gian của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận, Nga đồng ý hủy bỏ vụ án hình sự đối với lãnh đạo Wagner, trong khi ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus. Theo thông tin từ Al Arabiya News, chính quyền Nga đã trả lại 10 tỷ rúp, tương đương khoảng 110,6 triệu đô la Mỹ, cho thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin. Số tài sản này được thu giữ trong các cuộc đột kích của cảnh sát vào các bất động sản có liên quan đến ông Prigozhin ngày 24 tháng 6. Hãng tin trực tuyến Fontanka của Nga đưa tin rằng cảnh sát St. Petersburg đã thu giữ 4 tỷ rúp, tương đương 44,2 triệu đô la Mỹ, từ một chiếc xe tải nhỏ đang đổ và 6 tỷ rúp khác, tương đương với 66,4 triệu đô la Mỹ, bên trong 80 hộp cát tông từ một chiếc xe tải thứ hai. Báo cáo của Moscow Times cho biết các cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra tội phạm binh biến nhằm vào ông Prigozhin. Tuy nhiên, vì các cáo buộc chống lại ông trùm Wagner đã được bãi bỏ theo thỏa thuận mà Tổng thống Lukashenko đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cảnh sát đã trả lại tiền mặt và vàng, ước tính nặng vài tấn cho tài xế của ông Prigozhin. Còn bản thân ông Prigozhin đã tham dự một cuộc họp kín ở Moscow vào hôm 2 tháng 7. Hãng tin Al Jazeera của Qatar vừa đăng tải thông tin về việc Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg tuyên bố rằng NATO đang theo sát hoạt động của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, cũng như ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin. Động thái này được đưa ra khi thông tin ông Prigozhin đã trở lại Nga và không chấp nhận đề nghị sống lưu vong ở Belarus, vốn đã được nhất trí trong cuộc thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc nổi dậy ngắn ngủi hôm 24 tháng 6. Khi được hỏi về việc ông Jens Stoltenberg có bình luận gì về việc địa điểm ông Prigozhin trở lại là thành phố St. Petersburg của Nga, ông Stoltenberg nói rằng NATO đã theo dõi các chuyến đi gần đây của nhà lãnh đạo Wagner, mà ông mô tả là di chuyển một chút. Cụ thể, ông Stoltenberg phát biểu tại Brussels rằng về Prigozhin, những gì chúng tôi có thể nói là chúng tôi theo dõi chặt chẽ nơi những người lính đánh thuê Wagner đang di chuyển xung quanh và cả nơi Prigozhin đang di chuyển. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng chúng tôi đã thấy một số công việc chuẩn bị cho việc tiếp đón các nhóm lớn binh lính Wagner ở Belarus. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy nhiều người trong số họ đến Belarus. Và sau đó chúng tôi thấy ông Prigozhin di chuyển một chút. Tuy nhiên, chi tiết về vụ việc thì Tổng thư ký NATO không bình luận thêm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.